Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Ngày hôm nay thì ông xã của Mẹ Việt của Thụy Sĩ sẽ làm món burger với lại be lào. Cái này là món riêng ông xã làm vì nhà mình thì không có ăn bánh mì, vì những cái đó nó có nhiều chất carb làm mình béo, cho nên là mình chỉ làm burger thịt thôi và ăn chung với lại rau. Thì đây là burger của mình đây cả nhà, đây là thịt nè, nguyên liệu của mình gồm có là thịt nè cả nhà ha. Mommy done. Mommy. Be lào. Be lào. Bây giờ để chuẩn bị cho món burger be lào cho ông xã thì mình sẽ cắt cái be lào. Cắt be lào. Bạn nhớ là nha, ra ngoài mà hái be lào á thì cái đây là tỏi gấu, thì cái cọng, cái thân của nó phải dài như vậy, cành cái nhánh của nó phải dài. Và nó có cái mùi tỏi cả nhà ạ. Giờ mình cắt ra ha cả nhà ha. Nè be lào nè cả nhà. Rồi bây giờ mình cho hết be lào đã cắt cho vô trong cái rổ. Xíu nữa anh xã anh muốn làm gì thì làm, mình chỉ phụ là sắt những cái lặt vặt thôi để cho nó nhanh. Be lào sắt rồi đây. Rồi sẵn tay vô làm nha. Đầu tiên thì bạn này bạn bỏ thịt bằm, thịt bò, thịt heo. Rồi thịt bỏ xong rồi thì thấy bạn cho tiêu. Pink salt. Muối muối biển cả nhà. Đây bạn có quả trứng gà. Một trứng. Cái này là khoảng 700 gram thịt đó cả nhà. Yeah, see the leaf is shrinking now. But I have to like massage it for a long time. Do you think it sticks? Yeah, it sticks. Or do you want to massage longer? It sticks. Đây được một viên burger rồi cả nhà. Burger. Be lào. Jack pushing the table. Mặt tập trung dễ sợ luôn.
Rồi vậy là cuối cùng mình có được 6 cục burger bự chà bá. 6 cục này cho gia đình mình 4 người. Gần 1 kg thịt cả nhà ạ. Xíu nữa thì cho anh xã mình sau khi mà nướng xong, bỏ vô lò nướng xong thì cho anh sẽ cho phô mai kiểu giống như vậy nè cả nhà. Phô mai như vậy, tan chảy. Bỏ lên burger và bacon. Cái lò nướng của nhà mình đây cả nhà ạ. Bây giờ phải làm nóng cái lò nướng lên. Mình chờ cho nó nóng lên rồi mình nướng thịt ha cả nhà ha, nướng burger ha cả nhà ha. Trong lúc chờ đợi ông xã làm nóng cái lò nướng thì mình sẽ chuẩn bị rau để ăn với lại burger ha cả nhà ha. Sắc cà chua cả nhà. Thơm quá cả nhà, thơm mùi bè lò nướng lên trời để hấp dẫn. Xài bacon này nè cả nhà. Bỏ bacon lên cái miếng burger rồi ha. Bacon is not the easiest to pick up with this. It's real carrots, you know? And you see smaller ones for this. Super.
Nhìn thèm mới muốn đói à. Thơm. Cái dĩ này chiên trứng cũng được đó cả nhà. Bỏ phô mai lên. Phô mai tan chảy. I used to use Appenzeller cheese for this, but lately I just use the cheap kids cheese for kids. And this is in the Nalandi. See, look at the burgers melting the cheese. That's what I normally do. Then I turn off the gas, and then I just let it melt the cheese. Hey, we got one more stick of cheese here. Why not put it on another burger? Double cheese, huh? And then make one of them double cheese. Jack loves it. That's already melting, I think. Be careful. Trời ơi, hấp dẫn quá. Hungry? Wow. Come on, I don't make your trip here, honey. Đồ ăn vô. Mẹ ơi, con bỏ đàn kia đi con. Con bỏ đây đi ăn nè. Cả nhà ơi, giận chưa? Ây, hai cái phần này là của mày với của Jack đây. Đây là phần của ba với mẹ. Mẹ ơi. Rồi con ngồi đi, vô ghế thôi. Để lại đằng kia. Để lại đằng kia. I just washed my hands already. Đã cùng mẹ Việt ở Thụy Sĩ ngày hôm nay thưởng thức món burger của ông xã mẹ Việt ở Thụy Sĩ làm. Burger với be Lào hoặc lá tỏi gấu. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ gia đình mẹ Việt ở Thụy Sĩ bằng cách bấm nút like, yêu thích hoặc là chia sẻ.
Còn những ai chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký để có được những để có thể cập nhật được những video clip cũ và mới của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Happy birthday. Word things on you.